chúng đem mây cầu xe hàng hay xanh xanh bóc tiền vàng ra không phải là cái thiệt đâu, cái này cái giả nè. Hàng cây xanh tiếng bóng kinh vàng qua thường đem bay xịt cầu xe. Con thích dẫn bờ sông như vậy, hoặc là đi du thật là mát. Thật là mát thì con muốn đúng không nội? Vừa thấy ăn ngon quá à. Ôi da, nó ngon cái quần con nữa. Ê, còn cái keo anh cái xe kia kìa. Tao ăn xào chi. Nổi xuống hả? Nó là xào chi kìa. Nó đang xào đi kìa ông nội. Đang sao đi kìa. Không có người bà bơi hết á. Ai biết tìm chơi không ai về quê nhà. Úc lơ phơi, mì hơi trông trông. Có chuột ao giác, có chuột ao xe. Nó gây ra cổ, nó làm xuôi thủy chạy ra chạy vô. Có hàng đen trong ít, có hàng chua vui thủy. Yeah! Úc lo 2, 12, xong xong. Có chuột ao giác. Có chuột. Con bệnh chả mấy buồn mà. Chắc còn lo. Ê, ba cái buồn kia nữa kìa. Thì ngay sau đây đúng không ông nội? Thì ngay sau đây đúng không? Nó không cho thì mình đi xe đi đúng không? Âm lực. Nhưng mà con ngồi ông nội xin lỡ con đi.
Dạ, có thì nó tâm con nữa rồi. Nó hổng con lên chỗ nào? Ở sở này. Nào. Ở đường mà xe vậy. À, đó cái nhà kia rồi. Cái xanh đá bóng thiên vàng, qua xuống thê mấy cầu xe. Có trái nhào quá thấy không? Cái chạy ngang nó xin điện thoại, số điện thoại đó. Từ bữa nào anh nhắm bán được bẻ 2-3 ký, cái hỏi điện nó có vô mình bẻ. Cái loài cá đúng không? Ha, con cá kệ kệ đó. Này cá là cá siêu hồng đúng không? Hả? Gỡ qua bên đây. Hả?